À, xin chào buổi trưa mọi người á. Hôm nay là 22 tháng 12 nè, Noel nè. Hôm nay trời sáng sớm mưa và trưa trưa đây cũng nắng lại rồi nè. Đây là những hàng cây cúc bi mình mua ở Bình Định rồi ha. Đây. Hôm nay cắt tay bo nó tức nó ra bông quá trí luôn nè. Có một cây trong vườn nè. Mình để ý không gà nó ra mấy cái mặt bông nè. Bông nó không có nhị á. Giống như kiểu bông loại bông thì sao không biết nè. À, nghiên cứu thêm à, đây là cũng là cây ghép á, ghép tuốt dưới đây nè, à, ra cái bông à, đã chưa, nó không có nhị luôn ha, à, giống như cái hoa hồng nha, rất là đẹp à, à tròn ấm mà, à, tròn ấm mà ha. Cúc bi không nhị à. Nhiều khi cây cúc bi á nó cũng ra nhiều mặt bông lắm. Có cái có nhị á, có cái không có nhị á. Như thế này nè. Cúc bi thôi. Này cái này mình cũng để ý á, để ý là mấy cái nào mà cái nụ nó ra nó tròn tròn á thì hoa nó gần như nó không có nhị luôn á. À, hoa nó rất là dày á, cái nụ cái nút nụ nào ra này nè nó tròn vo á, nó tròn mà không có nhọn á, nó tròn cái đầu nó tròn luôn nè, à, tròn như thế này nha, thì hoa rất là đẹp á. Còn nó nhọn nhọn á, nó nhọn nhọn thì nó ra cái bông nó không có đẹp bằng mấy cái nụ tròn á, như thế này nè, không bám chặn mấy đầu cành á, lấy bo nè, cái đầu nó tròn ủm mà ha. Cái này là cũng tròn hơi hơi à, có mấy cái nó tròn vo luôn ha. Mấy cái đầu tròn nè thì nó ra cái hoa. Hoa gần như là không có nhị luôn. Đẹp ghê chưa? Quá đã ha. Đây cái hoa đó nè. Mấy cái nào nút nụ nó ra tròn á thì cái nhị trong rất ít á, thậm chí không có luôn á. Như hoa này như cái hoa hồng vậy, rất là đẹp á. Bên đây cũng có mấy cây nè, cái nào nút nụ nó ra tròn á, gần như là cái phần nhị nó rất là ít á, ít sệt à. Nó vung như cúc viếp vậy ha. Nụ tròn. Đó, nụ tròn là những cái nụ già nó đủ sức á. Nó ra tròn vo. Đó, nụ già đủ sức. Bây giờ cũng là cúc bi mà nó có nhiều cái mặt hoa á. Nút nụ nó non á. Nút nụ nó non thì nó ra cái nhị nó nhiều. Còn nút nụ nó già thì hoa nó vung như cúc viếp vậy. Chùm chùm luôn nè. Vung lớp như cúc viếp à, rất là đẹp á. À. Chấm ba đa bon luôn. Nó như thế này á. À. Chùm chùm luôn à, quá đã. Như hoa hồng ha. Này họ mới cắt lấy bo á. Lấy bo nó tức nó ra. Mình lấy mấy đợt rồi. À, nút à. Mê chưa. Chùm chùm luôn ha. Chúng ta xem lại cái hoa này ha. Như cái hoa hồng ha. Hoa nè. Tròn ấm mà, như hoa hồng mà. Vung lớp lên luôn. Hoa thì khoảng 3 ngón tay nha. Vung lớp lên. Không có nhị luôn ha. Quá đã ha.
cúc bi ha. Cái nụ mà nó già thì nó tròn ủng thế này nè, tròn thì hoa rất đẹp á, hoa lượng cánh rất là nhiều, hoa đẹp á, bấm cho cái thập bấm chặn đầu cành nữa là nút nụ đã chưa. Nút ha, 2 4 6 8 9 bông luôn ha. Chín bông. Giống như cúc vạn thọ vậy ha. Rất là nhiều mặt bông ha. Vung lớp lên, nụ tròn vo luôn ha. Nụ nhìn đã lắm, nhìn nó đi vàng nụ nè. Nó tròn á, mấy cái bông tròn này là nụ nhỏ là cái phần mà nhị bên trong nó nhỏ ha. Nhị bên trong nhỏ. Cánh rất là nhiều quá. Tròn bo như viên bi vậy nè. Bấm chặn lấy bo lên nè. Chùm chùm luôn ha. Ra hoa như hoa hồng á, không có nhị nữa nè. Cũng là cúc bi á. Đó, nguyên cái chùm mà ra không có nào có nhị đó. Thằng này thì không có nhị đâu ha. Như cái hoa hồng ha. Xoăn nè, như này như hoa cẩm chướng thì đúng hơn á. Cúc bi không có nhị nè. Rất dễ thương á. Cây nụ nó già. Cúc bi không nhị á. Rồi, một cái mặt hoa rất đẹp á. Chúc mọi người xem video vui á. Cúc bi không nhị á. Thank you.